Kênh Mộc Liên Sa xin được chia sẻ đến quý đạo hữu tài liệu lựa chọn một trong sáu cõi trời dục giới để tái sanh và ngăn ác nghiệp không cho quả tái sanh. Tác giả Tỳ Khưu Hộ Pháp, diễn đọc Quỳnh Phong. Lựa chọn tái sanh một trong sáu cõi trời dục giới. Đối với hạng người nào đến lúc lâm chung có khả năng lựa chọn tái sanh trong cõi trời dục giới nào trong sáu cõi trời dục giới được đúng theo như lựa chọn ý muốn của mình. Sau khi người đó chết, đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam hoặc giả là vị thiên nữ trên cõi trời dục giới đó. Trong chú giải bài kinh Đế Thích Vấn Đạo có đoạn đề cập đến người có giới, người giữ gìn các điều giới của mình trong sạch và trọn vẹn rằng: hễ những người thiện nào giữ gìn các điều giới của mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn lựa chọn cõi trời dục giới nào trong sáu cõi trời dục giới, và rồi sau khi người thiện đó chết, đại thiện nghiệp giữ giới đó có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam hoặc giả là vị thiên nữ trên cõi trời dục giới đó, đúng như theo ý muốn lựa chọn của mình, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời dục giới đó cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục giới này. Thật như vậy, Đức Phật đã dạy có năm quả báo của người thiện có giới. Người thiện giữ gìn các điều giới của mình trong sạch và trọn vẹn có quả báo thứ tư và quả báo thứ năm rằng: này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, lúc lâm chung sẽ có đại thiện tâm tỉnh táo và sáng suốt. Đó chính là quả báo thứ tư của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Này các người tại gia, sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn đến chết, đại thiện nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái sinh kiếp sau ở trong bảy cõi thiện dục giới, cõi người hoặc là sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời đó. Đó là quả báo thứ năm của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Như vậy, người thiện nào biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng tinh nghiệp và quả của nghiệp, biết giữ gìn các điều giới của mình trong sạch và trọn vẹn, đến lúc lâm chung, người thiện đó có đại thiện tâm giữ giới tỉnh táo và sáng suốt, có khả năng lựa chọn cõi trời dục giới nào trong sáu cõi trời dục giới. Sau khi người thiện đó chết, đại thiện nghiệp giữ giới trong đại thiện tâm sẽ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam hoặc là vị thiên nữ trên cõi trời dục giới đó theo như ý muốn và lựa chọn của mình, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời dục giới đó cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục giới này. Tích Dhammika Upasa Kavatthu được tóm lược lại như sau. Vào một thổ nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana ở gần kinh thành Savatthi, đề cập đến cận sự nam Dhammika. Cận sự nam Dhammika đang lâm bệnh nặng đến lúc lâm chung. Khi đó có 6 chiếc xe trời được trang hoàng lộng lẫy với 1000 con ngựa báo từ 6 cõi trời dục giới hiện xuống, đều thỉnh mời cận sự nam Dhammika tái sinh kiếp sau quá sinh trên cõi trời dục giới của mình. Lúc đó cận sự nam Dhammika suy xét nên lựa chọn tái sinh kiếp sau quá sinh lên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục giới. Và sau khi suy xét xong, cận sự nam Dhammika đã lựa chọn cõi trời Tusita, cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên. Sau khi cận sự nam Dhammika chết đi, đại thiện nghiệp trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam trên cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, đúng như theo ý muốn lựa chọn của mình. Quả báo của phước thiện giữ giới là như vậy, còn phước thiện bố thí thì như thế nào? Đối với người thí chủ nào đã tạo nhiều phước thiện đại bố thí thì đến lúc lâm chung, người thí chủ đó
có khả năng lựa chọn cõi trời dục giới nào trong 6 cõi trời dục giới theo ý muốn của mình được hay không? Sau khi người thí chủ đó chết, đại thiện nghiệp bố thí trong đại thiện tâm sẽ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm, gọi là tái sinh tâm. Làm phần sự tái sinh kiếp sau quá sinh sẽ làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới đó theo như ý muốn lựa chọn của mình được hay không? Nên tìm hiểu bài kinh Danubhava Tisuta có một đoạn Đức Phật dạy như sau: Này hỡi chư tỳ khưu, có số thí chủ trong đời này tạo phước thiện bố thí như cơm, nước, giải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn, đến sa môn, bà la môn. Thí chủ tạo phước thiện bố thí rồi, cầu mong quả báo của phước thiện bố thí đó. Thí chủ nghe nói rằng, chư vị thiên nam, chư vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên có tuổi thọ sống lâu, 1000 năm cõi trời, nếu so với số năm cõi người thì bằng 36 triệu năm, bởi vì một ngày một đêm trên cõi trời tam thập tam thiên bằng 100 năm cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời, sự an lạc di tế, nên thí chủ cầu mong rằng, quý quá biết dường nào, sau khi tôi chết, cầu mong phước thiện bố thí này cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên đó. Và sau khi thí chủ chết, đại thiện nghiệp bố thí đó cho quả tái sinh kiếp sau quá sinh làm vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên đó. Như Lai dạy rằng, kiếp sau của thí chủ được thành tựu như ý thì thí chủ phải là người có các điều giới của mình trong sạch và trọn vẹn. Thí chủ không phải là người phạm điều giới, không có giới. Này hỡi chư tỳ khưu, người thí chủ có các điều giới trong sạch trọn vẹn thì cầu mong được thành tựu như ý nhờ đại thiện tâm trong sạch và thanh tịnh. Như vậy, dù thí chủ nào có tạo phước thiện đại bố thí nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu thí chủ phạm điều giới nào, tạo ác nghiệp điều giới đó, sau khi thí chủ đó chết thì không thể ngăn cản được ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Thật vậy, Đức Phật dạy có 5 quả xấu, quả khổ của người phạm điều giới và 5 quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như sau. Quả khổ của người phạm giới. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi làng Bataligama. Dân làng Batali đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, rồi ngồi ở một nơi hợp lẽ. Khi đó, Đức Thế Tôn đã truyền dạy dân làng Batali rằng: Này các người tại gia, có 5 quả xấu, quả khổ của người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả khổ ấy chính là: Này hỡi các người tại gia, trong đời này người phạm giới, không có giới, làm tiêu hao của cải tài sản lớn lao, do nhân dễ vui. Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới và người không có giới. Này hỡi các tại gia, người phạm giới, người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới và người không có giới. Này hỡi các người tại gia, người phạm giới và người không có giới có bất thiện tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới hoặc giả là người không có giới. Này hỡi các người tại gia, người phạm giới, người không có giới có ác tâm mê muội lúc lâm chung. Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới và người không có giới. Này hỡi các người tại gia, sau khi người phạm giới và người không có giới chết đi, ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới đó.
Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới và người không có giới. Này hỡi các người tại gia, đó là năm quả xấu, quả khổ của người phạm giới và người không có giới. Quả báo của người có giới. Này hỡi các người tại gia, có năm quả báo của người có giới. Người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Năm quả báo đó chính là: một, này hỡi các người tại gia, trong đời này người có giới, người giữ gìn giới được trong sạch và trọn vẹn, có nhiều của cải lớn lao, do nhờ nhân không dễ vui, có trí nhớ biết mình. Đó là quả báo thứ nhất của người có giới và người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Hai, này các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt, được lan truyền ở khắp mọi nơi. Đó là quả báo thứ nhì của người có giới và người giữ gìn giới trong sạch, trọn vẹn. Ba, này hỡi các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có đại thiện tâm dũng cảm, không hề rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả báo thứ ba của người có giới và người giữ gìn giới trong sạch, trọn vẹn. Bốn, này hỡi các người tại gia, người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có đại thiện tâm tỉnh táo, sáng suốt lúc lâm chung. Đó là quả báo thứ tư của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Năm, này hỡi các người tại gia, sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn đó chết, đại thiện nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới, cõi người hoặc là sáu cõi trời dục giới. Đó là quả báo thứ năm của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. Này các người tại gia, đó chính là năm quả báo của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. Như vậy, đối với người phạm điều giới, người không có giới, có quả xấu thứ tư là có ác tâm mê muội lúc lâm chung, và quả xấu thứ năm, sau khi người phạm giới và người không có giới chết đi, ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ hoặc là súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới này. Còn đối với người có giới, người giữ gìn giới đức trong sạch và trọn vẹn, có quả báo thứ tư là có đại thiện tâm tỉnh táo, sáng suốt lúc lâm chung, và quả báo thứ năm, sau khi người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết đi, thì đại thiện nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới, cõi người hoặc giả là sáu cõi trời dục giới. Thật là vậy, chú giải bài kinh Sakaban Hasutan, những người có giới trong sạch có thể lựa chọn cõi giới tái sinh kiếp sau, một trong sáu cõi trời dục giới, theo như ý muốn của mình như sau: những người nào có giới trong sạch và trọn vẹn thì lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, muốn tái sinh trên cõi trời nào trong sáu cõi trời dục giới, thì sau khi người đó chết đi, dục giới thiện nghiệp đó cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới đó theo như ý muốn của mình, và hưởng được mọi sự an lạc trong cõi trời dục giới đó cho đến hết tuổi thọ. Như Đức Phật đã dạy về năm quả báo của người thiện giữ gìn giới của mình trong sạch và trọn vẹn, trong quả báo thứ tư thì lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo, chọn lựa được cõi trời dục giới nào mình muốn tái sinh vào, và quả báo thứ năm, sau khi chết
sẽ được tái sinh cõi trời mình đã chọn. Trân trọng kính mời quý đạo hữu đăng ký kênh Mộc Liên Xa để được nghe thêm nhiều câu chuyện Phật giáo. Ngăn ác nghiệp không cho quả tái sinh. Vậy có phương cách nào ngăn ác nghiệp không cho quả tái sinh kiếp sau được hay không? Ác nghiệp hay bất thiện nghiệp, đó chính là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm, tạo 10 ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý làm cho khổ tâm, khổ thân trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Ác nghiệp có 3 loại. Ác nghiệp thứ nhất, ác nghiệp tà kiến cố định. Có 3 loại tà kiến cố định: vô quả tà kiến, vô nhân tà kiến và vô hành tà kiến. Nếu như người nào có loại ác nghiệp tà kiến cố định này, là người đó hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng sự thật, người đó đã tạo ác nghiệp tà kiến cố định thì sau khi người đó chết, chắc chắn ác nghiệp tà kiến cố định này cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục AVC, chịu quả khổ lâu dài không hạn định. Tuy nhiên, nếu người nào có ác nghiệp tà kiến cố định đó có duyên lành gặp bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, thì người đó phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, rồi từ bỏ được tà kiến cố định đó, trở thành người có chánh kiến sở nghiệp của mình, thì người đó có thể tạo mọi thiện nghiệp theo khả năng của mình. Ác nghiệp thứ hai, ác nghiệp vô gián trọng tội, có 5 loại. Ác nghiệp trọng tội giết cha, ác nghiệp trọng tội giết mẹ, ác nghiệp trọng tội giết bậc thánh A-ra-hán, ác nghiệp trọng tội làm bầm máu ngón chân của Đức Phật, ác nghiệp trọng tội chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Hễ người nào đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội nào rồi thì vô phương giải cứu. Sau khi người đó chết đi thì chắc chắn là ác nghiệp vô gián trọng tội đó sẽ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. Chịu quả khổ của ác nghiệp đó suốt nhiều đại kiếp trái đất cho đến khi mãn quả của ác nghiệp đó, vậy thì mới có thể thoát ra khỏi cõi ác giới. Còn nếu người nào đã tạo ra 2 loại ác nghiệp trọng tội này thì sau khi người đó chết, chắc chắn chỉ có ác nghiệp đó cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục AVC thì phải chịu quả khổ của ác nghiệp trong cõi đại địa ngục đó mà thôi. Tuy nhiên, nếu người nào đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội nào rồi mà sau đó lại biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, có duyên lành đến hầu đảnh lễ ngài trưởng lão, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, rồi nguyện tránh xa mọi ác nghiệp do thân, khẩu, ý, giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, cố gắng tinh tấn chỉ tạo mọi phước thiện thuộc về dục giới thiện nghiệp mà thôi, chắc chắn không thể tạo sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp và siêu tam giới thiện nghiệp được, bởi vì ác nghiệp vô gián trọng tội đó đã ngăn cản. Sau khi người đó chết đi, đáng lẽ ra ác nghiệp vô gián trọng tội này cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục AVC, nhưng nhờ dục giới thiện nghiệp, quy y Tam Bảo và giữ gìn ngũ giới trong sạch, trọn vẹn và tạo mọi phước thiện khác, có năng lực làm giảm tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trọng tội đó, nên cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục, chịu quả khổ của ác nghiệp đó trong khoảng thời gian không lâu như trong cõi đại địa ngục AVC. Ác nghiệp thứ ba, ác nghiệp loại thường thuộc về ác nghiệp bất định. Nếu ác nghiệp nào có cơ hội, vậy thì ác nghiệp đó cho quả khổ trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp loại thường này rồi, thì người đó tìm phương cách ngăn cản ác nghiệp đó, không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, được hay không?
Ngoại trừ hai loại ác nghiệp trọng tội đó ra, thì trước kia, người nào đã gần gũi thân cận với bạn ác, nên đã lỡ phạm các điều giới nào trong ngũ giới, đã tạo các loại ác nghiệp loại thường. Sau đó, nếu người đó phát sinh tâm hối hận, tự làm khổ tâm như vậy, vậy thì ác nghiệp đó lại càng tăng trưởng lên. Đó là điều bất lợi, bởi vì ác nghiệp đó dễ có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới thật sự. Thật ra thì người đó có nhiều phương cách để ngăn cản ác nghiệp đó, không cho có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau như sau. Người đó xa lánh mọi người ác, nên thường gần gũi thân cận với các bậc thiện trí trong Phật giáo, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp. Kính xin bậc thiện trí hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Người đó trở thành người cận sự nam hoặc là cận sự nữ đã quy y Tam Bảo đến trọn đời. Kể từ đó về sau, thì người cận sự nam hoặc cận sự nữ đó có đại thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, nguyện tránh xa mọi ác nghiệp, giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Đó là điều rất dễ dàng trong khả năng bình thường của mình, nên có được năm quả báo của người có giới. Trong năm quả báo của người có giới thì người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có quả báo điều thứ tư và điều thứ năm là: người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo và sáng suốt. Sau khi người có giới và người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết đi, đại thiện nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới. Người cận sự nam, cận sự nữ nên cố gắng tinh tấn tạo mọi phước thiện như bố thí tùy theo khả năng của mình. Nếu có khả năng thì nên thọ trì bát giới, Ubosatha Sila, vào những ngày giới hàng tháng, nương nhờ giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ. Hàng ngày hàng đêm nên dành thời giờ thực hành pháp hành thiền định, giới đề mục thiền định, niệm niệm chính ân Đức Phật, tạo đại thiện nghiệp, thường hành thiền trở thành thói quen hàng ngày. Cho nên, người cận sự nam hoặc là cận sự nữ đã tạo đại thiện nghiệp nào, hàng ngày đêm trở thành thường hành đại thiện nghiệp trong thời hiện tại, thì đến lúc lâm chung, có đại thiện tâm đó phát sinh làm cho tâm tỉnh táo. Sau khi người cận sự nam hoặc là cận sự nữ đó chết, đại thiện nghiệp đó trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, một trong bảy cõi thiện dục giới là cõi người hoặc là cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện dục giới này. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào thuộc về hạng người tâm nhân là hành giả, có giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới thiện tâm nào, sau khi hành giả đó chết, thì chắc chắn sắc giới thiện nghiệp bậc cao cuối cùng trong bậc thiền sắc giới thiện tâm đó cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có bậc thiền sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp quá sinh làm vị phạm thiên trên từng trời sắc giới, phạm thiên tương xứng với bậc thiền sắc giới quả tâm đó, vị phạm thiên hưởng sự an lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên từng trời sắc giới phạm thiên này. Nếu hành giả đó thuộc về hạng người tam nhân, có giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, thực hành pháp hành thiền tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu, thì sau khi bậc thánh nhập lưu này chết, chắc chắn vĩnh viễn không còn tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới nào nữa. Chỉ có đại thiện nghiệp
trong đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có đại quả tâm, hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm. Làm phần sự tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới nhiều nhất là 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc thánh nhập lưu đó chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. Đồng thời tất cả mọi ác nghiệp và mọi đại thiện nghiệp đã được tích lũy và lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại. Trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp đó đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì không còn tái sinh kiếp sau. Trước kia, nếu người nào gần gũi với các bạn ác, nên đã tạo mọi ác nghiệp loại thường. Ví dụ như, Ngài trưởng lão Angulimala, trước kia, Ngài là tên cướp sát nhân đã giết trên ngàn người, cắt đầu ngón tay trỏ, sâu làm vòng đeo cổ, nên có biệt danh là Angulimala ở trong rừng sâu. Một hôm, Đức Phật một mình ngự vào rừng để tế độ tên cướp sát nhân Angulimala. Khi nhìn thấy Đức Phật ngự đi khoan thai bằng phép thần thông, tên cướp sát nhân này cầm gươm chạy hết tốc lực đuổi theo giết Đức Phật suốt 3 do tuần mà không hề đuổi kịp. Vì quá đuối sức nên đành phải dừng lại rồi gọi lớn rằng: "Này Sa Môn, hãy dừng lại!" Khi đó, Đức Phật vẫn ngự đi tự nhiên mà truyền dạy vọng lại rằng: "Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại từ lâu lắm rồi, chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi." Nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, tên cướp sát nhân này vô cùng ngạc nhiên nghĩ rằng: "Này Sa Môn, dòng Thích Ca thường làm như thế nào thì nói như vậy, nói như thế nào thì làm như thế đó." Trong trường hợp này, Sa Môn này vẫn bước đi mà lại nói rằng: "Như Lai đã dừng lại từ lâu lắm rồi, còn ta đã dừng lại rồi, mà Sa Môn này lại nói rằng chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. Vậy ta nên hỏi cho biết rõ ý nghĩa." "Kính bạch Ngài Sa Môn, Ngài đang đi mà lại nói rằng Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, còn tôi đã dừng lại, sao Ngài lại nói rằng chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi? Ngài nói như vậy rốt cuộc là như thế nào? Kính bạch Ngài, xin Ngài hãy giảng giải cho tôi hiểu rõ ý nghĩa." Đức Phật truyền dạy rằng: "Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại từ lâu lắm rồi, có nghĩa là Như Lai đã từ bỏ sự giết hại chúng sanh từ lâu lắm rồi, chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. Có nghĩa là con chưa từ bỏ sự giết hại sinh mạng của chúng sanh." Sau khi nghe Đức Phật giảng giải như vậy, tên cướp sát nhân này liền thức tỉnh ngay, biết rõ Ngài Sa Môn đó chính là Đức Thế Tôn, vậy nên ném vũ khí xuống hố sâu, đi đến hầu cung kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Phật, rồi kính bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc tôn sư của chư thiên, chư phạm thiên, nhân loại. Vậy thì Đức Thế Tôn có tâm đại bi, ngự đến khu rừng này để tế độ con thoát khỏi si mê lầm lạc và được thức tỉnh trở lại. Vậy kính bạch Đức Thế Tôn, kể từ nay về sau, con xin nguyện từ bỏ mọi ác nghiệp, kính xin Ngài chứng minh lòng chân thành, sám hối tội lỗi của con." Ngay sau đó, Angulimala quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Phật, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia để trở thành tỳ khưu. Đức Phật có Phật nhãn thấy rõ, biết rất rõ phước thiện của Angulimala có thể phát sinh 8 thứ dục dụng của tỳ khưu. Vậy nên Đức Phật đã đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng ngón tay trỏ bèn truyền dạy rằng: "Này Angulimala, con hãy trở thành tỳ khưu như ý nguyện của mình. Pháp mà Như Lai đã truyền dạy hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa và phần cuối. Con hãy nên thực hành phạm hạnh cao thượng để giải thoát khổ hoàn toàn." Sau khi Đức Phật vừa truyền dạy dứt lời xong, Angulimala trở thành tỳ khưu, có đầy đủ 8 thứ dực dụng của tỳ khưu, phát sinh tâm như thần thông. Tỳ khưu Angulimala có tăng tướng trang nghiêm như vị trưởng lão có 60 tuổi hạ.
Đức Thế Tôn ngự trở về Tinh Xá Kỳ Viên, có tỳ khưu Angulimala theo sau. Về sau không lâu, tỳ khưu Angulimala sống một mình nơi thanh vắng, tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Khi đó, ngài trưởng lão Angulimala vô cùng hoan hỷ, thốt lên câu kệ rằng: người nào trước dễ vui thất niệm, sau người đó không dễ vui thất niệm, thực hành pháp hành tứ niệm xứ, hành giả làm sáng lạng cuộc đời mình, như dần trăng thoát ra khỏi đám mây mờ. Khi trưởng lão Angulimala tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, đồng thời tất cả mọi ác nghiệp và mọi đại thiện nghiệp đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì bậc thánh A-ra-hán không còn tái sinh kiếp sau nữa. Như vậy, trước kia, người nào đã gần gũi thân cận với người ác, đã tạo mọi ác nghiệp loại thường rồi, về sau, người đó có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, kính xin thọ phép quy Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ, rồi giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Đó chính là phương cách làm ngăn cản mọi ác nghiệp đó, không cho có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, bằng cách làm cho mọi thiện pháp phát sinh từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp. Đó chính là thánh đạo tâm, như trường hợp của ngài trưởng lão Angulimala. Trân trọng kính mời quý đạo hữu đăng ký kênh Mộc Liên Sa để được nghe thêm nhiều câu chuyện Phật giáo.